tần số năng lượng của bạn là bao nhiêu, bí mật để hạnh phúc và trường thọ. Để phòng ngừa và hỗ trợ điều trị nhiều căn bệnh mới xuất hiện trong xã hội hiện đại như căng thẳng, trầm cảm, rối loạn chuyển hóa, hay thậm chí là ung thư, AIDS, HIV, các nhà khoa học ngày nay đã bắt đầu tìm đến những phương pháp ngoại thuốc như thiền, khí công, những biện pháp có tác dụng giúp người bệnh giải phóng những tư tưởng tiêu cực, yếu tố được chứng minh là nguyên nhân chính gây bệnh cho con người. Tiến sĩ, bác sĩ tâm thần, nhà nghiên cứu nhận thức và giảng viên tâm linh nổi tiếng thế giới người Mỹ, ông David Hakin, 1927-2012, trong tác phẩm bán chạy nhất của mình, cuốn Power vs. Fox, năng lượng tâm linh, đã chứng minh được mối liên hệ mật thiết giữa bệnh tật của con người và những suy giảm năng lượng trong cơ thể, đến từ những tư tưởng tiêu cực. Để chứng minh điều này, ông đã dùng phương pháp thử nghiệm khoa học để đo tất cả các tư tưởng, suy nghĩ, cảm nhận của một người và từ đó ghi nhận được tần số rung động của ý thức hệ. Ông cho biết những người không được thương yêu hay có tư tưởng tiêu cực, oán giận, chỉ trích, hận thù người khác hoặc sống ích kỷ đều có tần số rung động thấp. Trong quá trình trách móc, hận thù người khác sẽ làm tiêu hao rất nhiều năng lượng của họ và nó cũng tạo ra nhiều áp lực trên cơ thể, vì thế tần số rung động sẽ giảm và những người này có nguy cơ bị mắc rất nhiều loại bệnh. Tần số rung động chính là từ trường mà mọi người thường hay nói. Lấy ví dụ một người vô gia cư, họ thường cảm thấy thất vọng, tự ti, mặc cảm, chỉ muốn buông xuôi thì tần số rung động của họ chỉ ở mức 20. Tuy nhiên, cách nhìn của người xung quanh đối với người vô gia cư này sẽ chỉ rõ tần số rung động của họ ở mức nào. Có người thì cho rằng vì họ nghiện ngập và nếu cho tiền thì họ cũng đem mua rượu hay cung phụng cho cơn nghiện. Họ nghĩ những người vô gia cư không nên tồn tại. Cảm nghĩ này cho thấy tần số rung động của người đó cũng chỉ ở mức 20. Điều thú vị là hai hoàn cảnh này trái ngược nhau nhưng tần số rung động lại bằng nhau. Lại cũng có người khác muốn tránh xa khi thấy người vô gia cư vì có cảm giác sợ sệt hay vô cảm thì tần số rung động cũng chỉ ở mức từ 50 đến 100. Mức năng lượng tích cực. Các nghiên cứu của ông cũng chỉ ra rằng tần số rung động có khoảng từ 1 đến 1.000, với 1 là thấp nhất và 1.000 là cao nhất. Cho đến nay, tần số rung động cao nhất mà Dr. Hakin gặp được là 700. Khi một người có tần số đặc biệt mạnh, sự hiện diện của người này có thể ảnh hưởng đến từ trường trên diện rộng. Ông lấy ví dụ về trường hợp của mẹ Teresa, người phụ nữ được mệnh danh thánh sống. Cả hội trường tràn ngập bầu không khí hòa ái khi bà lên nhận giải thưởng Nobel Hòa Bình. Vì sao như vậy? Bởi tần số rung động của bà rất cao, từ trường của bà đến từ năng lượng từ bi, làm cảm động hết thảy môi trường xung quanh. Theo quan điểm y học, tiến sĩ Hakin tin rằng những suy nghĩ có sức mạnh và có tác động đáng kể đến sức khỏe con người. Những suy nghĩ tích cực, lạc quan xuất phát từ một trái tim yêu thương là những yếu tố không thể thiếu để có một sức khỏe tốt. Mức năng lượng tiêu cực. Tiến sĩ Hakin tiến hành khảo sát hàng chục nghìn trường hợp là bệnh nhân của ông trên toàn cầu và kết quả luôn như nhau. Khi tần số rung động của một người dưới 200, người đó chắc chắn sẽ có bệnh. Những người có tư tưởng đạo đức tốt có tần số cao như lòng từ bi, tình yêu thương, sự khoan dung và tính dịu dàng mang tần số từ 400 đến 500. Ngược lại, những người thường tức giận hay chỉ trích, trách móc, đố kỵ với người khác sẽ có tần số rung động thấp. Tần số rung động thấp là nguyên nhân dẫn đến các bệnh như ung thư, tim mạch, vân vân. Bí mật để sống lâu. Điều thú vị là chế độ ăn kiêng và tập thể dục không phải là yếu tố quan trọng nhất để có tuổi thọ. Tiến sĩ Elizabeth Blackburn, người đoạt giải Nobel năm 2009 về sinh lý học, tổng kết các yếu tố sống thọ. Nếu bạn muốn sống hơn 100 năm, chế độ ăn uống hợp lý chiếm 25%, các yếu tố khác 25%, trong khi cân bằng tâm lý chiếm 50%. Để sống lâu trăm tuổi, những điểm sau đây đáng để bạn xem xét. Tâm trạng tốt so với tâm trạng không tốt. Nếu bạn bồn chồn cả ngày và tâm trí của bạn tràn ngập sự tức giận, căng thẳng, tham lam và những suy nghĩ xấu, cơ thể bạn sẽ tạo ra các hormone căng thẳng làm hỏng hệ thống miễn dịch. Các nhà tâm lý học đã phát hiện ra rằng khi bạn cực kỳ tức giận, cơ thể bạn có thể tạo đủ hormone căng thẳng để diệt chuột. Tuy nhiên, khi bạn cảm thấy hạnh phúc, não của bạn sẽ tiết ra dopamine và các hormone có lợi khác. Có một đặc điểm chung trong số những người trăm tuổi là tất cả đều có trái tim vui vẻ. Sự liên kết giữa tâm trạng và sức khỏe đã được nghiên cứu rất nhiều trong các lĩnh vực tâm lý học, y học và thần kinh học. Cảm xúc tốt như hạnh phúc và vui vẻ được biết đến là có những tác động mạnh mẽ đến sức khỏe cơ thể. Ngược lại, cảm xúc không tốt như sự tức giận, stress và tham lam có thể gây ra các phản ứng hóa học trong cơ thể làm suy yếu hệ thống miễn dịch và tăng nguy cơ mắc bệnh. Khi chúng ta cảm thấy hạnh phúc,
não bộ tiết ra các hormone như dopamine, serotonin và endorphin. Đây là những chất hóa học có công dụng làm giảm cảm giác đau, cải thiện tâm trạng và góp phần vào cảm giác hạnh phúc và khoái lạc. Dopamine cũng liên quan đến quá trình học tập và khả năng tập trung, trong khi serotonin có vai trò trong việc điều chỉnh giấc ngủ, ăn uống và tâm trạng. Ở chiều ngược lại, khi chúng ta cảm thấy tức giận hoặc lo lắng, cơ thể tiết ra adrenaline và cortisol, những hormone căng thẳng. Những hormone này có thể làm tăng nhịp tim và huyết áp, cũng như làm ảnh hưởng đến hệ thống tiêu hóa và miễn dịch. Trong trường hợp bồn chồn và căng thẳng kéo dài, cơ thể chúng ta có thể rơi vào trạng thái sống sót liên tục, làm suy giảm sức khỏe lâu dài. Trạng thái sống sót liên tục, hay còn gọi là trạng thái fight or flight, chiến đấu hoặc bỏ chạy, là một phản ứng sinh học tự nhiên mà cơ thể chúng ta kích hoạt khi đối mặt với một tình huống đe dọa hoặc nguy hiểm. Phản ứng này do hệ thống thần kinh giao cảm điều khiển và là phần của cơ chế tự vệ cơ bản của cơ thể. Khi cảm thấy bị đe dọa, cơ thể sẽ tiết ra hormone làm tăng nhịp tim, tăng lưu lượng máu đến các cơ quan quan trọng và chuẩn bị cơ thể đối phó với nguy hiểm. Trạng thái này rất hữu ích trong ngắn hạn, giúp cơ thể đối phó với các mối đe dọa cấp bách. Tuy nhiên, trong thời hiện đại, ít khi chúng ta phải đối mặt với các mối đe dọa trực tiếp đến tính mạng như tổ tiên của chúng ta từ thời nguyên thủy. Vấn đề là, cơ thể chúng ta không thể phân biệt giữa một mối đe dọa thực sự như một con thú dữ và căng thẳng tinh thần như hạn chót công việc hoặc các vấn đề trong quan hệ cá nhân. Do đó, những tình huống căng thẳng kéo dài có thể khiến cơ thể chúng ta duy trì trạng thái sống sót liên tục. Khi trạng thái sống sót này được duy trì lâu dài mà không có cơ hội để cơ thể nghỉ ngơi và phục hồi, nó có thể dẫn đến nhiều hậu quả xấu cho sức khỏe. Một số vấn đề sức khỏe mà có thể liên quan đến tình trạng căng thẳng kéo dài bao gồm rối loạn giấc ngủ, bệnh tim mạch, tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, vấn đề tiêu hóa, suy giảm hệ miễn dịch và tăng cân. Điều quan trọng là phải tìm cách giải tỏa căng thẳng hiệu quả và cho phép cơ thể chuyển từ trạng thái giao cảm sang trạng thái đối lập là phản ứng rest and digest, nghỉ ngơi và tiêu hóa, được điều khiển bởi hệ thống thần kinh đối giao cảm mang lại sự cân bằng và phục hồi cho cơ thể. Bên cạnh việc tác động trực tiếp đến sức khỏe cơ thể, tâm trạng cũng ảnh hưởng đến hành vi của chúng ta. Người có tâm trạng tốt thường lựa chọn những hoạt động lành mạnh như tập thể dục hoặc gặp gỡ bạn bè, trong khi tâm trạng xấu có thể dẫn đến những lựa chọn không lành mạnh như hút thuốc, uống rượu hoặc ăn quá nhiều. Thiết lập mục tiêu lành mạnh có thể tăng trưởng năng lượng cuộc sống. Khi mọi người không có một mục đích trong cuộc sống, cái chết thường trở thành mục tiêu cuối cùng của họ và sức khỏe tinh thần của họ bị ảnh hưởng. Không có mục tiêu, câu chuyện của chúng ta không có hướng đi, không có những chương thú vị hay những mốc thành công để mong chờ. Khi câu chuyện của chúng ta thiếu hướng đi, chúng ta có thể cảm thấy bất an, mất phương hướng và cuối cùng là sự thiếu hạnh phúc và niềm vui trong cuộc sống. Ngược lại, khi chúng ta có mục tiêu, câu chuyện của chúng ta bắt đầu có những chương hấp dẫn hơn, giống như những chặng đua kỳ thú chúng ta không thể chờ đợi để khám phá. An Lạc có một đề xuất dành cho bạn, hãy coi những mục tiêu là những chương tiếp theo mà bạn muốn thêm vào cuốn tiểu thuyết của cuộc đời mình. Mục tiêu không cần phải lớn lao ngay từ đầu. Chúng có thể là những điều nhỏ nhặt, như học một công thức nấu ăn mới, lên kế hoạch cho một chuyến đi ngắn cuối tuần, hay thậm chí là việc dành thời gian để đọc một cuốn sách mới mỗi tháng. Mỗi mục tiêu lành mạnh mà bạn đặt ra là một dạng sự tập trung năng lượng, giúp não bộ của bạn hoạt động tích cực và liên tục thách thức bản thân. Chính sự tập trung năng lượng này làm tăng cường khả năng của tế bào não, kích thích sự sáng tạo và giúp chúng ta duy trì sự linh hoạt tinh thần hơn. Từ góc độ của một nhà nghiên cứu về tần số năng lượng của con người, An Lạc muốn bạn hiểu việc thiết lập mục tiêu là một phần quan trọng của cách chúng ta tái lập năng lượng cuộc sống. Những người có mục tiêu rõ ràng và ý nghĩa trong cuộc sống thường có sức khỏe tốt hơn, sống lâu hơn và có mức độ hạnh phúc cao hơn. Điều này có thể được lý giải bởi việc mục tiêu giúp chúng ta duy trì một cảm giác kiểm soát cuộc sống, đồng thời cung cấp cho chúng ta một cảm giác thành tựu và sự thỏa mãn khi chúng ta tiến bộ dần dần. Vậy nên, bạn thân mến, hãy bắt đầu nghĩ về một mục tiêu mới, một chương mới và hãy viết nên câu chuyện tuyệt vời của chính bạn. Nuôi dưỡng lòng từ bi bác ái và làm các việc thiện. Các chuyên gia về tâm thần học nói rằng thực hiện những việc tốt làm cho trái tim bạn tràn ngập niềm vui, triệt tiêu các hormone gây căng thẳng và tăng sản xuất các hormone có lợi. Hãy tưởng tượng bạn đang đi bộ qua một khu vườn xanh mát và bạn quyết định gieo một hạt giống nhỏ. Mỗi hành động tử tế và từ bi của bạn giống như hạt giống ấy. Khi gặp nước tình thương và ánh sáng niềm vui, nó sẽ nảy mầm và phát triển thành một loài hoa đẹp đẽ hay một cây cổ thụ hùng vĩ.
Hoa thơm cỏ lạ đó sẽ rải rác mùi thơm và bóng mát cho những người đi ngang qua, làm dịu đi bầu không khí oi bức và xô bồ của cuộc sống hàng ngày. Và đúng như thế, mỗi việc thiện bạn làm không chỉ làm người khác hạnh phúc mà còn làm tâm hồn bạn ngập tràn niềm vui. Là một nhà tâm thần học, mình có thể nói rằng những hành động tử tế và lòng từ bi không chỉ là những khẩu hiệu đẹp đẽ mà còn có tác động khoa học thực sự đối với sức khỏe tinh thần của chúng ta. Khi chúng ta làm điều tốt, não bộ phát ra hormone oxytocin, còn được gọi là hormone yêu thương. Oxytocin này có thể làm tăng cảm giác gắn kết và giảm stress, hỗ trợ trái tim ta bơm máu nhẹ nhàng và giảm huyết áp. Cùng lúc đó, các hormone gây căng thẳng như cortisol được giảm bớt, cho phép cơ thể chúng ta trở nên thư thái và đầy sinh lực hơn. Nhưng mà đừng nghĩ rằng chỉ có bạn mới nhận được những lợi ích sức khỏe này. Khi bạn tỏ ra từ bi và thực hiện những việc lành, người nhận cũng sẽ cảm nhận được tình yêu thương đó và nhiều khả năng họ sẽ tiếp tục lan tỏa yêu thương đó tới người khác. Điều này tạo nên một chuỗi phản ứng tích cực, một hiệu ứng domino của sự từ bi và hạnh phúc trải dài khắp cộng đồng. Vậy nên, bạn thân mến, hãy nhớ rằng mỗi việc lành chúng ta làm không chỉ là một ánh sáng le lói trong bóng tối mà thực sự có sức mạnh thay đổi thế giới một cách to lớn. Bạn không cần phải là một người hùng có sức mạnh siêu nhiên để tạo ra sự khác biệt. Chỉ cần một nụ cười, một cử chỉ nhỏ nhặt như giữ cửa cho người khác hoặc một lời cảm ơn chân thành cũng có thể làm bừng sáng ngày của ai đó. Và như là một làn sóng không ngừng lan tỏa, những hành động ấy sẽ quay trở lại với chính bạn, đem lại cho bạn một cuộc sống tràn đầy năng lượng và hạnh phúc. Gia đình hài hòa. Ngồi quanh bàn ăn cùng gia đình, chúng ta chia sẻ thức ăn, nhưng điều thực sự quý giá hơn cả là việc chúng ta chia sẻ tình cảm với nhau. Mình sẽ kể bạn nghe về sự diệu kỳ của một gia đình hài hòa và gắn bó, cũng như ảnh hưởng của nó đến tinh thần và thể chất. Hãy nghĩ về gia đình như một bản hòa ca, mỗi người trong gia đình chính là một nốt nhạc duy nhất. Khi cái tôi bị giảm bớt và sự thấu hiểu cùng lòng vị tha được nâng cao, những nốt nhạc đó cùng hòa quyện tạo nên bản hòa âm dễ chịu cho cuộc sống. Trong một gia đình hài hòa, mỗi thành viên đều chú trọng đến việc lắng nghe và hiểu điều người khác đang cảm thấy và suy nghĩ, không chỉ qua lời nói mà còn qua cả hành động. Vậy điều gì sẽ xảy ra khi nhu cầu tình cảm của chúng ta được đáp ứng? Chúng ta sẽ cảm thấy mình được yêu thương, quý trọng và là một phần quan trọng của một cộng đồng. Cảm giác này cho chúng ta sức mạnh và sự tự tin để đối mặt với khó khăn ngoài kia trong thế giới lớn hơn. Khi trái tim chúng ta tràn ngập niềm vui và không gì có thể thay thế được, cảm giác ấy chính là điều mà các nhà khoa học gọi là thuốc trái tim. Qua tất cả, một gia đình hài hòa không chỉ là nơi trú ngụ cho cơ thể mà còn là bệ phóng cho tâm hồn. Một gia đình đồng lòng không chỉ giúp chúng ta nuôi dưỡng bản thân và phát triển cá tố, mà còn là nguồn động viên mạnh mẽ giúp chúng ta vượt qua những khó khăn. Sau hơn 20 năm dài thử nghiệm lâm sàng, trong đó đối tượng thử nghiệm được lựa chọn ngẫu nhiên trên khắp Hoa Kỳ, Canada, Mexico, Nam Mỹ, Bắc Âu và những nơi khác, bao gồm các chủng tộc khác nhau, văn hóa, ngành nghề, khác biệt tuổi tác, tích lũy qua hàng ngàn lượt người và hàng triệu tư liệu ghi lại. Sau khi thông qua các phân tích thống kê phức tạp, ông đã phát hiện ra rằng các tầng ý thức khác nhau của con người đều tương ứng với các chỉ số năng lượng, từ đó thống kê ra được những mức tần số chủ yếu như sau. Khai ngộ chính giác 700 đến 1.000, điềm tĩnh thanh thản 600, vui vẻ, thanh tĩnh 540, tình yêu và sự tôn kính 500, lý tính, thấu hiểu 400, khoan dung độ lượng 350, hy vọng lạc quan 310, tin cậy 250, can đảm, khẳng định 200, tự cao, khinh thường 175, ghét, thù hận 150, dục vọng, khao khát 125, sợ hãi, lo lắng 100, đau buồn, tiếc nuối 75, thờ ơ, tuyệt vọng 50, khiển trách, tội ác 30, nhục nhã, hổ thẹn 20. Vị tiến sĩ cũng cung cấp những thực tế thú vị mà ít người biết về tần số rung động dưới đây. 85% dân số trên toàn thế giới có tần số rung động ở mức dưới 200. Tần số rung động cao gắn với sự khỏe mạnh, tần số rung động thấp gây ra trạng thái ốm yếu bệnh tật. Từng suy nghĩ, cảm xúc, lời nói, hành động, cũng như mỗi khoảnh khắc mà con người trải qua trong ngày đều đi về một trong hai hướng nêu trên. Sách, thực phẩm, nước uống, quần áo, người, động vật, các tòa nhà, xe hơi, phim ảnh, thể thao, âm nhạc đều có thể hiệu chỉnh tần số rung động từ thấp lên cao.
hầu hết phim ảnh sẽ làm suy yếu những người xem chúng bằng cách đưa các mức năng lượng xuống dưới 200. Những cuốn sách tri thức mang tần số rung động cao, Kinh Vệ Đà, 910, Sử Thi Ramayana, 810, Giáo Lý Thiền, 795, Sử Thi Mahabharata, 780, Tâm Kinh và Kinh Pháp Hòa, cùng 780, Kinh Quran và Kinh Kim Cương, cùng 700. Theo dự đoán thì mức 1000 dành cho những bậc giác giả hay là tần số của thần Phật. Như vậy, bệnh tật bản thân nó sẽ không còn là điều đáng sợ. Khi ta biết được nguyên nhân gây ra nó và phương cách để loại bỏ nó, bạn hoàn toàn có thể tự chữa lành mọi tổn thương về thể chất và tinh thần khi biết chọn cho mình một lối sống phù hợp với những năng lượng tích cực. Và đó là tất cả những gì An Lạc muốn chia sẻ trong video hôm nay về chủ đề tần số năng lượng của bạn là bao nhiêu, bí mật để hạnh phúc và trường thọ. Hy vọng rằng bạn đã có được những thông tin hữu ích để hiểu rõ hơn về tần số năng lượng và làm thế nào nó có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của mỗi chúng ta. Nếu bạn muốn sâu vào vấn đề hơn nữa, đừng quên mua cuốn sách Power với Fox để khám phá thêm về cách thức tần số năng lượng ảnh hưởng đến quyết định và môi trường xung quanh bạn. Cuốn sách sẽ mở ra một cái nhìn mới mẻ và chi tiết hơn về sức mạnh ẩn sau lựa chọn và ý chí của chúng ta. Link mua sách đã được để trong phần mô tả dưới video. Hãy thực hành điều chỉnh tần số năng lượng của bạn và nhìn nhận sự thay đổi tích cực mà nó mang lại. Đừng quên like nếu bạn thấy video này hữu ích và đăng ký kênh của chúng tôi để không bỏ lỡ những video kế tiếp. Chia sẻ video này với những người bạn của bạn để cùng nhau hướng tới một cuộc sống tràn đầy năng lượng và hạnh phúc.